là nó là thứ ba không có nhà gì mình ở đúng không? Cái anh mà có cái chị vợ với anh không? Mà đám cưới xong rồi về luôn á, không có anh cao cao bự con. Thì cái anh đó là chồng của chị nhưng mà có thằng không có chưa có chồng với con. Kèm nó kèm lộn thằng nữa. Thế nào?
nó chết ra. Đúng không? Gọi là chùa cầu hay còn gọi là cầu Nhật Bản. Chúng ta sẽ lên ở trên đó. Chùa cầu, ở trên cầu có ngôi chùa cho nên người ta gọi là chùa cầu. Cầu Nhật Bản là do người Nhật Bản xây dựng cho nên người ta gọi là cầu Nhật Bản. Chiếc cầu này được xây dựng vào khoảng năm 1719, tức là dưới thời của Nguyễn Phúc Chu. Thì lúc bây giờ khi người Nhật ở bên này, người Hoa ở bên này, đây là hai khu phố chính. Họ xây chiếc. Rồi vào đây không chụp hình, không có phim gì em. Rồi, tập trung vô đây ạ. Chỉ lúc này là ngoài em cũng nhiều cho câu này thôi. Người ta đã bắt thầy danh mục, tức là phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cho người dân ở đây được bình an. Bởi vì vùng đất này hàng năm mùa lũ lụt, vẫn thường hay thường xuyên nổi về khu vực này. Mắt mặt cửa sổ và tâm hồn ngôi nhà cũng có cặp mắt để nhìn mọi người đi ra đi vào để soi xét mang đến đêm mang những màu đỏ khác xa với mọi người hy vọng may mắn cho gia chủ và từ mới vì lúc bây giờ hay có lỗ chứ không có lỗ. Pip.
reaching out. Nấu hết được cái lòng đấy. Bye bye các người. Anh ăn tủ không? Phải mấy cái treo treo. Handmade thủ công. Xong đấy dọc đó. Không muốn đi nữa hả? Mà xong có gì ta? À, biết. Trời ơi, tới đây đậu mà hỏi. Làm như tới đây chục lần. Đây giật chạy bộ cũng dí được.